mà đi cho mình tham khảo chất lượng âm thanh. Đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc được trên đĩa này. Bên em có bán MD, có bán CD. Em sẽ chép nhạc tặng cho các anh theo yêu cầu, tức là sau khi mình mua đĩa xong, mình muốn chép thể loại nhạc, danh sách bài hát hay là ca sĩ như thế nào thì liên hệ vào Zalo, em sẽ chép đúng ý thích của mình. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là D5 MX5DB, loa là MA5. Dàn này full chức năng DVD, CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Phía sau dàn có hai ngõ optical, một in, một out, dùng giải mã DC 24 bit, giải mã không cần mồi. Do đọc được đĩa DVD nên đây là ngõ xuất hình lên TV, FM tần số là 90, hỗ trợ ngõ xuất để kết nối xuất điện rời, tăng dễ âm trầm và rất là nhiều ngõ in out để mình kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Công suất âm ly tương đối khá lớn, rất lớn trong phân khúc mini, lên tới 75W. Và công suất của loa là 50W một thùng, 100W một loa. Góc cạnh của loa, đây là hàng nội địa Nhật, điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm trung dàn thì liên hệ với em. Giá bán cục đổi nguồn là 200.000. Hoặc nhà mình có ổn áp, mình cứ lấy điện 100V từ ổn áp ra sử dụng, khỏi cần mua đổi nguồn. Bass của loa là 13cm, trep đơm, chiều cao là 28cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 54cm, sử dụng tốt cho phòng 25m2. Hàng nội địa Nhật, điện 100V, mặt dàn là phay nhôm. Mình có thể chỉnh được bass trừ 10 đến cộng 10, trep trừ 10 đến cộng 10 và super bass siêu trầm. Em đang chọn on luôn. Chỉnh được bass trep super bass siêu trầm nên chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt mượt mà và tuyệt vời, dễ dàng phù hợp với nhiều gu, nhiều sở thích và bài hát khác nhau. Logo DVD này nè, nó là phản xạ nè, nó có lấp lánh 7 màu dạ quang, khi mà ánh sáng chiếu vào nó sẽ xuất hiện nhiều màu rất là đẹp. Cảm thấy không? Rất sang. Do vận chuyển thì có xước một góc. Toàn bộ lại thì mặt dàn khá đẹp, sử dụng nhiều công nghệ hiện đại trên này, thì nó đi rất là nhiều. Cái núm này mình xoay chỉnh bass trep và tùy chỉnh chế độ chuyển bài. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931008099, các anh gọi đến số này để em tư vấn và chốt hàng, hoặc nhắn tin Zalo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Ngoài ra em xin nhận gắn Bluetooth vào trong amply, Bluetooth gắn ngoài khác, Bluetooth gắn trong amply khác nha. Trong bán kính từ 50 đến 100m2, Bluetooth bắt
phát sóng cực kỳ tốt, chỉ cần bật điện thoại, máy tính bảng, laptop hoặc những thiết bị nào có thu phát sóng Bluetooth thì mình có thể kết nối được với bộ dàn, bật cái tín hiệu đó lên, bật tín hiệu Bluetooth lên, mình có thể phát những bài hát yêu thích mà không cần dây nhợ rườm rà. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, canh cho địa chỉ là hàng ship tận nơi cho mình. Canh có thể cọc cho em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ và vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Bên em bán hàng không bao ship, hoặc nếu canh chuyển đủ 100% em sẽ tặng 1 trong 3 sản phẩm, 1 trong 3 nha. 1 là MD chip nhạc theo yêu cầu, không lấy MD em tặng CD chip nhạc theo yêu cầu, không lấy CD em tặng cho mình nhớ dây, kết nối điện thoại, TV, máy tính. Còn chuyển cọc là em không tặng bất cứ quà tặng nào nha. Nãy giờ mình test CD nè, MD nè, bây giờ em test nhạc DVD cho mình tham khảo. Còn đâu đâu quyền quý cao sang, em chính em ngày xưa đó, đến bây giờ phiêu bạc giữa trần gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cùng đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Mình sẽ qua chức năng kết nối điện thoại. Vậy là tất cả các chức năng trên dàn này em đều test cho Khanh hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc clip luôn. Các nào mua hàng cứ liên hệ số điện thoại hoặc là địa chỉ trên bài đăng giúp em.